Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về ấp Phú Quế, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 1.061 m². Trên thửa đất thuộc cây lâu năm chưa có thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ra đường tỉnh lộ 864 khoảng là 2 km. Con đường này rộng khoảng là 3 m. Mình di chuyển là đường ô tô khoảng 7 chỗ là thoải mái luôn nha anh chị. Ở đây thì có điện, nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để cất nhà và lập vườn trồng cây ăn trái là tuyệt vời luôn nha. Còn hướng bên đây thì anh chị liên thông ra đường tỉnh lộ 864 khoảng 3 km. Từ vị trí đường bê tông 3 m, mình di chuyển tới vị trí thửa đất vườn của mình là 30 m. Con đường này rộng chỉ 2 m2. Mình di chuyển là đường ô tô khoảng 4 chỗ nha anh chị, và trọng tải khoảng 1 tấn. Để em di chuyển vào bên trong để cho anh chị cô chú mình xem và tham quan luôn ha. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Phú Phong, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, ngân hàng. Mình cách khoảng 2 km. Con đường này là đường thông nha anh chị, mình thông về xã Long Tiên. Và khu vực này thì mình có đèn đường đầy đủ luôn anh chị. Rồi, em đã di chuyển tới vị trí thửa đất vườn mà hôm nay em giới thiệu anh chị rồi nè. Đất của mình thì cao gáo bằng theo mặt lầu luôn anh chị. Đất mình thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Trên thửa đất thì gia chủ chủ yếu là trồng sabo che. Sabo che này thì chủ trồng cũng được khoảng 10 năm nha anh chị, và cũng đang trong quá trình là cho trái và có thu hoạch. Cặp bên hông đất thì mình có một con kênh rộng khoảng 4 m. Kênh này thì cũng liên thông ra sông Cửu Long để cho anh chị lấy nước ra vào để tưới tiêu rất là thuận tiện luôn nha. Để em chỉ canh cho anh chị nắm đất của mình thì từ vị trí này nha anh chị, mình đo theo cái mặt lộ là 50 m, và cạnh bên đây sâu là 27, còn cạnh bên kia sâu là 21. Đất mình ở phía sau hơi bị tấp hậu lại. Ở đây thì thửa đất đang quay về hướng đông. Từ thành phố Mỹ Tho mình di chuyển về đây khoảng 20 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy mốc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 75 km nha. Để em di chuyển vào bên trong, em chỉ ganh cho anh chị nắm bốn mặt luôn. Để cô chú, anh chị ở xa về đây thì cũng không mất thời gian ha. Đất của mình thì tới ngay chỗ vị trí trụ bê tông này nè anh chị là 50 m. Ở cạnh này thì sâu xuống là 21. Ở sau bô che của mình thì đang cho trái nè anh chị, rất là nhiều,
về thì anh chị mình chăm sóc, anh chị mình bón phân, thì hàng tháng anh chị cũng có thu nhập luôn ha. Ở kế bên thửa đất của mình á thì cũng có căn nhà luôn anh chị. Hàng xóm khu vực này á em thấy họ rất là đông luôn. Ở đây thì gia chủ có trồng 3 liếp sa bô chê, tổng cộng là 15 gốc nha anh chị. Ở đây thì nước ngọt quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Vậy thì anh chị á trồng sầu riêng nè, bưởi da xanh, sa bô chê, mít, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được hết luôn nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 100 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem ha và gặp ngay chính chủ luôn nha. Ở đây thì chủ có cắm trụ ganh rồi anh chị. Ở bên dưới thì chủ đã cắm sẵn rồi. Anh chị yên tâm về vấn đề là ranh giới nha. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị á, săn lấp mặt bằng xây nhà phường lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn ha. Đất của mình thì rất là đẹp luôn anh chị. Mặt tiền tới 50 mét. Cách đường bê tông 3 mét á, khoảng 30 mét nha anh chị. Con đường ở phía trước mình di chuyển ô tô 4 chỗ, 7 chỗ thì anh chị mình vô hơi chậm một tí ha. Một ngày mới em cũng kính chúc anh chị cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc nha. Anh chị nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị. Ở đây thì mình có 15 gốc sa bô chê nha anh chị. Sa bô chê này thì khoảng 10 năm và cũng đang trong quá trình là cho trái luôn nè anh chị. Mảnh vườn của mình là rất là đẹp luôn. Phía trước thì anh chị mình cất nhà, bên hông thì anh chị mình trồng cây ăn trái ha. Khu này thì em đang quay buổi trưa đến chị mà em thấy cũng rất là mát luôn. Để em di chuyển qua bên kia, em chỉ ganh cho anh chị ha. Ở đây thì lộ giới của đường của mình là 5 mét nha anh chị. Bên bên hông á thì mình có con kênh. Lộ giới kênh là 5 mét. Em cũng thông báo để anh chị mình nắm. Để cô chú anh chị ở xa về đây thì cũng không tốn thời gian nha. Mình tới ngay chỗ này nè anh chị là hết ranh giới của mình ha. Bên hông thì mình có con kênh nè anh chị. Kênh này thì rộng 4 mét thôi. Có hai bên thì trồng dừa nước rất là nhiều luôn anh chị. Kênh này thì mình thoát nước ra sông Cửu Long để cho anh chị lấy nước ra vào để tưới tiêu rất là thuận tiện luôn nha. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa. Hôm nay em về đây thuộc ấp Phú Quế, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 1.061 m². Trên thửa đất thuộc cây lâu năm nha anh chị, chưa có thổ cư. Ngang của mình là 50 mét, dài là 27, cạnh bên hông là 21. Phía sau đất thì hơi tớp hậu lại một chút đỉnh. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 100 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên
để dẫn anh chị xem ha, và gặp ngay chính chủ luôn nha. Ở đây thì thửa đất này mình cách ngay chỗ cầu Phú Phong, chợ Phú Phong là 2 km nha. Sau chê này thì em thấy cháy rất là nhiều luôn anh chị. Mình về thì chăm sóc, anh chị mình bón phân thì hàng tháng anh chị mình cũng có thu nhập luôn ha. Phía trước thì mình có lộ giấy đường là 5m nha anh chị. Bên hông thì cũng 5m luôn. Tổng diện tích của mình là 1.061 m², giá bán là 1.100.000.000. Anh chị mình thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ dẫn anh chị xem ha. Ok, bên đất thì mình có trụ điện nè, về thì anh chị mình xuống điện là anh chị mình sử dụng luôn. Con đường này thì chỉ 2m2 thôi, anh chị mình di chuyển 4 chỗ vô thoải mái luôn nha. Nó cách đường bê tông 3m, khoảng 30m thôi anh chị. Em thấy thì rất là gần luôn. Còn con đường bên đây á thì anh chị mình liên thông về xã Long Tiên. Bên đây thì anh chị mình cắt nhà ha, còn bên kia thì anh chị mình mua cây ăn trái, anh chị mình trồng thêm. Ở đây thì đèn đường có đầy đủ luôn anh chị. Thửa đất mình thì cây lâu năm, anh chị có nhu cầu để lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị mình lên thổ cư ha. Đây là tổng quan thửa đất phường của mình. Gia chủ thì đang kêu bán với giá là 1.100.000.000. Ngang của mình là 50m mặt tiền anh chị. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.